Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái phần mềm nữa, đó là cái phần mềm dịch màn hình. Rồi ok, thì cái phần mềm này tải trên CH Play nha. Anh em chỉ cần bấm vào chữ Syn Lab là nó ra. Là Syn Lab thì mình đọc vậy thôi chứ anh em còn chưa hình dung ra được. Giờ để đơn giản chỉ bấm chữ dịch màn hình ở trên cái ứng dụng thì nó sẽ ra một cái màn hình dịch màn hình, nó có hai loại nè. Và mình hay xài cái loại trên thì cái loại trên mình cũng đã cài đặt rồi cho nên là mình không nói tên nữa. Bây giờ mình sẽ vô tới con ngạc mình dịch cho anh em xem. Chưa, khoan khoan, sorry nè, tôi chưa có mở. Ok, mình sẽ mở và có một số điều lưu ý anh em chú ý kỹ kỹ để tôi hướng dẫn cho mấy ông nha. Thật ra là cái màn hình này rất là nhiều anh em trong nhóm xài rồi nhưng mà nhiều anh em ở ngoài nhóm thì không biết được, cho nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mấy ông luôn, đặc biệt là những ông mới chơi mà không biết gì về game. Cái nào mà không hiểu thì các ông cứ tải này về dịch thôi nè. Option với upper gì nè, nó ông upper vô cái nó on rồi đúng không? Ok, nó đã on rồi thì bây giờ mình sẽ vô lại cái game, bất kỳ cái game nào cũng được hết trơn, không phải riêng là cái game tôi đang chơi anh em à, game nào cũng được hết. Thì khi mà anh em cài đặt xong đó, nó sẽ có cái ẵn ở trong này nè, các ông nhìn thấy cái ẵn này không? Để tôi đổi con chuột coi. Con chuột này thì nó còn xài được nhưng mà nó kiểu nó bị double á. Ê, nó bấm vô cái dục 4 B4 như vậy nè. Để tôi đổi qua con chuột này tôi xài nè. Con chuột này thì nó hay kêu tăng tăng tặng tăng tăng tặng nhưng mà nó không có bị double. Đó, thì bây giờ mình sẽ dịch một cái gì đó ví dụ cho anh em xem nhé. Thì cái này thường thường thì nó sẽ bị lỗi một số thứ. À, khác được chưa ta? Cái này mới có khảm thôi chưa khác. Đây, mình sẽ dịch sơ sơ cái chỗ này ha, góc này cho anh em xem nha. Thì mình phải chọn ngôn ngữ đồ các kiểu nha. Đó, bây giờ mình sẽ đánh dấu nè, mình sẽ đánh dấu nguyên cái vùng này, ví dụ nguyên cái vùng này đi, mình lấy 48% này đi ha, để nó sẽ dịch ra cho anh em xem luôn. Ok, cơ hội trúng đích 48%. Đó, mình chỉ vừa mường tượng ra đơn giản là nó chỉ là cái đàm chính xác á, cơ hội trúng đích là có xác suất trúng mục tiêu á, là cái kiểu mình dịch đơn giản vậy là nó là chính xác. Đó, anh em hiểu chưa? Thì bây giờ mình trước khi mình tải về mình phải chỉnh đàng hoàng nha mấy ông. Thì đây là cái ngôn ngữ nguồn nè. Cái ngôn ngữ nguồn của nó hiện tại là trên cái màn hình mình đang game này là game của Trung Quốc đúng không? Thì nó sẽ là của thằng thằng Simbi Live gì đó, nó hoặc là cái thằng Chandy Son gì nè, nhưng mà ở trên đây là nó chuẩn hơn. Nhưng mà anh em nhớ gì nè. Mỗi một lần anh em dùng như thế này, một lần anh em tải về á, khi mà tải về nha, nó cho mình dịch mỗi một lần, mỗi lần tải anh em tải về á thì anh em cứ cài đặt y như cũ và nó cho mình dịch tối đa 20 lần. Và sau khi hết 20 lần đó anh em sẽ bấm vô cái chữ mua mình mới được dịch tiếp tục, không thôi là mình phải mua mà mua nữa, cho nên mình khỏi phải mua, mình xóa đi cái mình tải lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em dịch thêm một phát nữa cho anh em dễ hình dung. Đây 50%. Ok, nó sẽ dịch ra là tỷ lệ chiếu mạng là 50%, nó anh em thấy chưa? Đó, chỉ vậy thôi là anh em đã hiểu được một cái gì đó rồi. Nếu mà cái gì nữa anh em không hiểu thì anh em cứ dịch ra như vậy. Hoặc là bây giờ mình có thể dịch đại trà đi. Dịch tổng luôn nè. Ok, mình sẽ dịch nguyên cái khung này nhá. Là mình dịch đơn giản thì nó sẽ ra nhiều, còn ví dụ như mình tổng thì nó không ra, nó ra nhiều khi mình không hiểu thôi nè, chứ không gì. Đây, nó sẽ ra luôn tuồn gì nè, mình không hiểu được hết. Đánh trúng vũ khí tấn công 25 năm trên cơ hội tấn công chí mạng, cơ hội trúng đích 48% đến gì nè. Nó mình dịch nhiều quá thì nó sẽ ra cho mình những cái mà mình không thể nào mình biết được, cho nên nó hơi khó. Ví dụ như cái nội tại của con võ thánh đó mình không biết đi, gì cho nó dễ nè, mình dịch cái nội tại của võ thánh đi ha. Đây, thanh kiếm Katsu. Thanh kiếm Katsu, ác mộng có thể được kích hoạt, tiền thưởng tấn công 15%, tiền thưởng sinh mệnh 15%. Nó dịch nhiều cái tôi không thể nào hiểu được. Thì bây giờ nhiều ông đọc không hiểu đúng không, nhưng mà mình theo kiểu mình chơi nhiều mình có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ gì gọi là gì ta, ngắn gọn viết thì mình phải tóm tắt nó lại đơn giản hơn là cái tiếng Việt Nam nó sẽ là như vậy. À, tạm thời là vũ khí của Quang Vũ đi ha, ác mộng có thể được kích hoạt đó, vậy đi. Thì sau khi mình trang bị, nó hiểu đơn giản là sau khi trang bị cái vũ khí này
thì mình sẽ tăng 15% tấn công và 15% HP. Vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi anh em, đừng có suy nghĩ nhiều tới nó. Đó, có nhiều cái nó dịch mình không thể nào mình hiểu được. Ok, thì bây giờ mình sẽ coi cái bọc bạc 75 của con võ thánh này, cái bạc 75 này thằng binh khi mà cộng 75 nó sẽ được gì nha. Hiện tại mình đang cộng 25. Rồi, mở phát cấp 75 của vũ khí đơn giản vậy thôi. Bà mẹ nó không có tăng cái gì chứ gì. À, ở dưới đây, nổ ban đầu cộng 1 anh em. Cái này là nổ ban đầu cộng 1. Cái này tăng 18% nữ giáp. Đó. Nè, để coi nữ giáp nó sẽ dịch thành cái gì nha. Để coi nữ giáp nó sẽ dịch thành cái gì. Nói chung nó cũng rất là tiện, đối với những cái mà mình không biết thì nó tiện hơn. Áo giáp hoàng gia với giới hạn tuổi thọ bổ sung ban đầu là 18%. Cái ngự giáp của người ta nó để áo giáp hoàng gia mới ghê. Rồi ok, tạm hiểu là ngự giáp của nó là cái cây trắng. Khi anh em đi BK nó có cây trắng đó. Đó. Thì nó dễ hiểu ha. Nhất là gì anh em biết không? Nhất là cái này nè. Dịch cái này, chủ yếu mình dịch cái này nè. Đa số mình anh em dịch cái này nhiều nhất nè. À, đa số là dịch cái đá gọi là đá ngọc thôi, đá và ngọc đây đó. Ví dụ những viên đá này nhiều anh em không biết thì dịch mấy cái chỗ này ngon hơn nè. Đó, mấy ông cứ dịch dưới đây đi, viên đá này là viên đá ngon nè, nhiều ông có được mà không biết xài sao. Ngọc phá hồn thanh long chia đôi tâm hồn. Bó tay luôn, tôi không biết công dụng nó là gì luôn, chia đôi tâm hồn vãi cả đâu. Rồi ok, cái đó thì mình sẽ không thể nào biết được. Ok, thì bây giờ mình sẽ dịch trên này đi ha. Chia đôi tâm hồn, ừ, biết là chia đôi tâm hồn rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình dịch tổng cái này coi nó ra gì nha. Rồi, khi tung ra kỹ năng. Ok, ra kỹ năng tấn công. Máu của mục tiêu 1, 2, 3, 4, 6. Và tỷ lệ giáp của mục tiêu vượt quá 100 giới hạn máu. Cái gì? Tỷ lệ giáp của mục tiêu vượt quá 100% giới hạn máu trên thì tăng 20%, 15%, 11%, 11%, 8 và 8% đi. À, 8% chỉ thiếu chỉ 8% sẽ được khấu trừ phần trăm của giường ươm. Giường ươm hiện tại phải cái nói cái giường ươm. Cái giường ươm là cái quần què, tôi không biết cái giường ươm là cái quần què gì đâu. Rồi ok, thì mình tạm dịch nó đơn giản lại vậy. Khi tấn công vô những cái mục tiêu, máu của mục tiêu là 1, 2, 3, 4, 6 và tỷ lệ giáp, ngự giáp của người ta có nghĩa là hơn 1 cây á, hoặc là 1 cây hơn 1 cây ngự giáp á, thì sẽ quánh phần trăm ngự giáp 20%, 15%, 15%. Ở những cái vị trí 1, 2, 4, 3, 4, 6 là lần lượt sẽ là 15, 11, 11, 8. Đó, ta quýnh này là quýnh phần trăm ngự chứ không còn quýnh phần trăm máu nữa. Đó anh em thấy không, cái viên đá này mạnh vãi nồi ra luôn. Bản Việt mình đã có rồi luôn rồi đó. Cho nên là viên đá nó khá là ok. Đó, thì đây là cái phần mềm mà mình vừa đem tới cho anh em. Những anh em nào mà không biết thì có thể xài cái phần mềm này và dịch những cái thứ cần thiết ha. Những cái gì không hiểu thì mình có thể dịch. Đó, có những cái phần mềm nào thì mình đã chia sẻ cho anh em hết rồi. Còn anh em muốn chi tiết, biết chi tiết nữa thì mấy ông muốn gành nữa thì vô nhóm hỏi, mấy ông kia ông gành lắm thì mình chia sẻ cho vô cái nhóm, mà chủ yếu để chia sẻ những kinh nghiệm mà có được và những cái mình thu hoạch được từ những cái mình không biết, anh em cho dễ hơn chút xíu. Chứ mình chơi một mình thì nó không biết, rồi bắt đầu không biết hỏi ai chứ khó. Có nhiều khi hỏi người ta không có trả lời, người ta không rảnh nữa. Trong nhóm chắc chắn vài trăm anh em phải có một ông rảnh trong cái lúc mà anh em cần. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.